Câu chuyện vượt lên chính mình. Không được học hành qua một trường lớp bài bản nào, nhưng với ý chí vươn lên, đưa gia đình thoát nghèo, anh Đỗ Đình Chí đã tự tìm tòi học hỏi, chịu khó và quyết tâm xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh của gia đình từ một cửa hàng nhôm kính trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn Trọng Chí Plasson, chuyên sản xuất cung ứng và thi công các mặt hàng kính xây dựng có uy tín tại tỉnh Bình Phước. Lớn lên từ vùng quê nghèo khó tại tỉnh Nam Định, tuổi thơ của anh Đỗ Đình Chí là những ngày vất vả, thiếu thốn, vừa đi học vừa đi làm. Dù cố gắng, nhưng đến năm lớp 5, anh đã phải nghỉ học để phụ giúp gia đình trong cuộc mưu sinh hàng ngày. Năm 14 tuổi, anh đã rời xa quê hương và tự mình kiếm sống qua nhiều nghề. Ban đầu là học và làm nghề xây dựng tại Hà Nội, rồi đến học nghề cơ khí Gò Hàn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, anh bén duyên với nghề nhôm kính tại tỉnh Bình Dương. Với quyết tâm đưa gia đình thoát nghèo bằng chính đôi tay của mình, từ một cơ sở nhôm kính Trọng Chí số 1 được thành lập năm 2009 tại Bến Cát, Bình Dương. Năm 2010, anh phát triển thêm một chi nhánh số 2 cũng tại Bến Cát, Bình Dương. Với mong muốn đưa thương hiệu vươn xa hơn, năm 2012, anh mở cửa hàng nhôm kính Trọng Chí số 3 tại Trân Thành, Bình Phước. Và để đa dạng mặt hàng, năm 2013, anh Chí mở thêm xưởng cơ khí Trọng Chí tại Trân Thành, Bình Phước. Năm 2018, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Trọng Chí Class tại thôn 1, xã Thành Tâm, huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Nhớ lại những ngày đầu thành lập, anh chia sẻ. Tôi sinh ra ở một vùng quê gặp nhiều khó khăn, không khó phát triển. Tôi học hành ít nên là tôi xác định được bản thân mình phải có một cái nghề. Và tôi nung nấu một động cơ thoát nghèo. Tôi khát khao mình phải trở nên giàu có. Tôi không muốn nghèo như thế nữa. Nghèo dài quá, vất vả. Tôi muốn mình trở nên có điều kiện hơn, phát triển năng lực tài chính của đại gia đình nhà mình. Dấu ấn khó quên nhất trong quá trình khởi nghiệp của anh đó là thời điểm anh thuyết phục vợ bán đi cái xưởng 400m², đưa cả gia đình ra ở nhà trọ để lấy thêm vốn đầu tư vào ngành kính. Chính cái nghèo đã cho anh sự quyết tâm, chịu khó, dám đối đầu với mọi thử thách, dấn thân vào đời và trưởng thành, có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, công ty trách nhiệm hữu hạn Trọng Chí Glass đã có một lượng khách hàng ổn định và là một đơn vị sản xuất, cung ứng và thi công mặt hàng kính đáng uy tín tại tỉnh Bình Phước. Hiện tại, công ty trách nhiệm hữu hạn Trọng Chí Glass đã đầu tư nhập máy móc gia công ngành kính, máy móc thiết bị hỗ trợ sản xuất, giảm được nhân công lao động, cung cấp hàng hóa nhanh, đẹp. Nguồn khách hàng của công ty hiện nay là các cửa hàng nhôm kính, cửa hàng sắt tại Bình Phước chiếm 60%, Bình Dương là 40%. Mỗi năm công ty của anh Chí cung cấp ra thị trường 36.000m² kính các loại, doanh thu từ 12 tỷ đến 13 tỷ đồng. Ngoài cung cấp giải pháp tổng thể về kính với nhiều chủng loại hàng hóa và chất lượng hàng đầu, các sản phẩm kính phong phú như kính dùng trong xây dựng, kính cường lực, kính dán, kính nổi, kính hoa văn, kính hộp, kính bầu, kính dùng trong gia dụng, tranh kính trang trí, gạch và sàn kính, vách kính cho phòng tắm, thớt thủy tinh, kính sơn, nhóm sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng và các sản phẩm kính ứng dụng trong nội thất và đồ dùng dân dụng. Ngoài ra, công ty còn có đội ngũ công nhân thi công các công trình công nghiệp đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Chia sẻ về hướng phát triển trong tương lai, anh Đỗ Đình Chí, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trọng Chí Glass, ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước, nói: Tôi có một mong muốn và quyết tâm đưa công ty của mình đi xa hơn, tạo ra thương hiệu được nhiều người biết đến và tin dùng. Tôi muốn trong
5 năm tới, tầm nhìn 5 năm tới của công ty, tôi và những nhân viên chúng tôi đều mong muốn sẽ chuẩn hóa, tự động hóa doanh nghiệp của mình, nên một công ty có tính chuyên nghiệp về phục vụ, về sản xuất, tạo lại hiệu quả hơn nữa trong công việc. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng các sản phẩm về kính, chúng tôi tin tưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Trọng Trí Glass chắc chắn sẽ đảm bảo thỏa mãn tất cả các yêu cầu của khách hàng, được đáp ứng kịp thời và hiệu quả với phương châm phục vụ uy tín, chất lượng, nhanh chóng, giá cả hợp lý.